Tuyệt đối đừng có xài điện thoại cảm ứng, nghe chưa? Đừng có giấu giấu nhà Đức xài điện thoại cảm ứng, ghê lắm. Cái bữa đó cái chú bên đây nè, cái chú mà bên những quan đưa điện thoại màu đen đen đó, thấy điện thoại mớ mớ trong bụng mình đó, chắc mình mua cái sim gắn vô, lâu lâu mình bắt pháp mình nghe cái bài giảng của mình, ngồi suy nghĩ hò hò, mình đã không xài điện thoại này, xài vô biết đâu mình dính sao, không dám tin mình cái chuyện đó, không chờ. Thấy cái bà kia ngay cái bữa khiếm thị, bà bị mắc điện thoại, mắc điện thoại, bà cho tiền khiếm thị chút, coi lại cái vỏ mắc tiêu hai chiếc điện thoại, tội nghiệp bà quá. Thấy gì lấy cái điện thoại đó cho bà luôn, cho bà xài, thôi mình dứt cái mầm móng này đi, chứ thấy điện thoại ngon quá cũng phá, định mua cái sim gắn vô sạc, thôi không chờ, mình chờ với bà mình dính thì sao, thấy không, biết đâu mà mình bấm lên mình chát rồi này kia, chết dính thì sao, không. Hồi đó giờ mình đã làm mô hình gì à, mình giữ hoài. Còn mình những bài pháp mình giảng, mình bấm lên cái máy tính của mấy anh em mình coi là mình biết rồi, không cần xài điện thoại, rồi lấy điện thoại cho bà đó luôn, rồi xong. Nó có nghĩa là mình phải quyết tâm mạnh dữ lắm, cho nó nghiệp duyên nó dẫn dắt, nó lôi kéo, nó đừng có xài. Mấy anh em mà yên hơn lặng tiếng, nghe không? Còn những đại những thịnh cứ giảng pháp đưa lên mạng nhiều thôi, không cho ai biết tin tức mình, nó nghe mình, nó kết giết, nó phải đến nó tìm mình. Tôi có cái này là kinh nghiệm, có nhiều bà xa, bà đến bà gặp như Đức, bà nhìn bà nói, sao nghe nói thầy nói hô lắm, sâu lắm mà sao có thấy thầy cũng có được mà đâu đến nỗi tệ. Những Đức nói vậy bà mới đến đây. Tức quá đến, chê hoài, xấu hoài, lỡ coi có làm sao. Nó mình, mấy anh em nhớ, cái cách những Đức làm nó đi ngược lại dòng đời. Người ta thì người ta phải giao du này kia, mình cứ đem pháp giảng mình đưa lên đó, nghe đi. Người ta quý trọng mình quá, quá quý rồi. Người ta đến một người, người ta gặp mình là chân quý một người. Còn nếu như mà mình mỗi ngày mặt đối mặt nói chuyện với người ta giết, không còn trọng lượng nữa, người ta không có xem trọng mình đâu. Chính những Đức thấy Phật tử người ta quý những Đức thấy ghê, là ngay cái chỗ người ta đâu có nói chuyện được với những Đức, toàn người ta nghe pháp không à, ta nghe với người ta kính. Còn nếu như những Đức cầm điện thoại mà nói chuyện với người ta là người ta đâu có còn thích nghe mình nữa đâu. Người ta cần gọi, người ta gọi thẳng, người ta nói chuyện trực tiếp với mình, rồi bấm lên hình thấy hình nhau, ồ nguy hiểm, thôi khỏi đi, thấy không? Tâm sự giết nguy hiểm lắm. Tâm sự có ngày chồng nó cầm dao dâu vô nó dược mà chết, không? Nguy hiểm lắm mấy anh em, ồ không? Đó, cái này là nói giảng cho chúng nghe mà thấy xác thực luôn. Và con đường này mình đi rõ ràng mấy anh em, mình ở trong chùa mình chơi với người trong chùa, mình lo cho chùa mình đi, cứ ở đây thì lo ở đây, ở bên Đại Ông Lâm thì phải lo Đại Ông Lâm, bên Hữu Pháp thì tôi giải quyết, bên nào lo bên ấy. Còn lâu lâu những Đức qua lại sắp xếp việc này việc kia, nói chuyện các cụ vui cười, lo các cụ cái này cái kia, nấu ăn các cụ đồ các cụ mới vui. Còn mấy anh em thì quan tâm các cụ, rồi bên nào nhiệt tình hết lòng nỗ lực lên, mình có cơ hội rồi, hòa thượng thầy cũng xây chùa, mình thì lo nuôi người, sửa sang chùa chiền, dọn dẹp sạch sẽ. Cái tâm đó mình cũng đã báo ơn cho hòa thượng rồi đó. Bây giờ mà nói xây chùa không có ai ở thì xây làm gì? Bây giờ xây chùa lên có người ở, mà mình làm mình tròn tâm nguyện cho thầy mình là do thầy xây chùa để cho người ta tu. Bây giờ người ta đến tu mình nhiệt tình, mình lo lắng đàng hoàng, thì mình đó là mình báo ơn thầy. Cái tâm đó là được rồi đó, cứ nhiệt tình. Đó, những điều những Đức chia sẻ đó mấy anh em suy nghĩ đi. Nó có một anh em thấy không, giật thịt một phát chạy đi kiếm ngôi chùa, vô ngôi chùa có một mình. Bây giờ có một mình một rồi cũng đi long nhong, cũng đi nữa hả? Thấy chưa? Đi vòng vòng nữa hả? Sao ở yên? Trời ơi, những Đức nó ngồi một mình mà niệm Phật đi, một năm sau bèo cũng 100 người. Không dám tin. Không tin đâu, không dám quý vị. Nó, còn ở đâu á, không sanh á, đừng có đưa sổ tài khoản lên. Có tiền mua một ký cá bóng xanh cũng được, một ký cũng được, nửa ký cũng được, 100 gram cũng được, 100 gram chắc cá lòng tông. Không kêu gọi ai, một con cá tôi cũng bóng xanh, thử coi chiêu cả 100 ngàn con cá không biết. Không tin tao là tao.
Chứ bây giờ mình vừa phóng sanh, mình vừa chưa ai biết mình vừa đưa lên chương trình phóng sanh, mình đưa số tài khoản một ê vô tầm bậy làm tàu lao, người ta ai tin mình? Phải khôn mấy em, phải để ý chỗ này này, sau này mấy em có cơ hội. Cái cách làm là khôn là cái gì? Người ta chưa tin mình đi làm cái điều cho người ta mất lòng tin mình chi vậy? Tới người ta tin mình đi, rồi lúc đó mình hả làm. Mình làm cho người ta thấy đi, lúc đó người ta tin mình hả làm. Còn bây giờ là mình âm thầm một mình làm. Nó người ta đến chùa mình mua 200 gram cá. Nó thầy có nhiêu thầy làm nhiêu à các con ơi. Thầy có tiền mua có 200 gram cá, mua được có 2 cá lòng tông. Không sạch. Mình đem nguyên một cái lu bự chà bá ra, mình bỏ 2 cá lòng tông vô. Rồi quá xong vậy đó. Mình đọc Tam Quy Y đồ quá trời luôn, cuối cùng vớt lên 2 cá lòng tông chút xíu thả. Kệ, tôi cũng phóng sanh mà. Phóng sanh thôi chứ. Thầy làm vậy đó con. Đưa tiền không thầy không thích làm lớn con ơi. Thầy làm nhỏ thôi. Làm chưa làm lớn được đâu. Thầy làm nhiêu thôi. Thôi con để dành tiền đó đi. Để dành tiền đó mà lo cho gia đình đi. Ở đây thầy chưa có cần nhiều gì, mấy con mình mà ăn nhiêu. Cho mình mà như vậy là mình khôn quá trời. Một năm, hai năm sau thì tức khắc nó hội tụ duyên liền cái gì đâu. Tự nhiên mình vừa làm, mình đưa số tài khoản cho mình lên, người ta mất lòng tin với mình. Là mình không đứng lên nổi đâu. Cái đó là mấy anh em phải để ý cái cách những đức hướng dẫn. Con đường này tôi đi thành công rõ ràng mà, thấy chưa. Mình có mình á, mình khôn nè, gì nè. Cái người ta, mình muốn tham vọng thì phải tham cho lớn, đừng có tham nhỏ. Hiểu chưa, mà tham vì người ta. Thí dụ như mình đi đến ngôi chùa mình có mình đi, người ta cúng dường đó, Nam Mô Di Đà Phật, thôi được con. Thầy có mình nè, chùa này cũng chưa đến nỗi hư hao gì đâu con. Mà thầy cũng có làm gì chứ á. Thầy con đưa tiền cho thầy không có làm gì, giữ tiền đó không có nên. Thôi, con coi cái nơi nào cần cúng được con cúng đi. Còn chừng nào thầy cần thầy báo con biết. À, lúc nào thầy làm thầy nói cho con nghe không? Con cứ giữ tiền đi, con đưa cho thầy xài tầm bậy mất công lắm. Thầy chưa có làm gì hết trơn á, chùa có mình một á mà. Trời ơi, nghe câu này cái là nó đi đồn cho 100 người. Nó trời ơi, ông thầy hồi xưa tôi chưa từng thấy ông thầy nào ngộ ghê. Nhiều ông thầy cúng cái là ông lấy liền. Còn ông thầy này cúng ông nói kiểu này. Trời quý vị ơi, cái ông này là thầy này chuyên tu này, ông này nè, chăn tu nè, ông chăn tu đó. Bắt đầu nó đi đồn ra, nó lỡ nó tìm mình. Lúc đó nó tin mình hoàn toàn hết trơn, nó cúng mình hả nhẫn. Thấy không? Lúc đó nó tin rồi. Đó, cúng mình mới nhận. Hiểu chưa? Đó là cái con người khéo léo, con người đặc biệt. Chứ biết rằng là người ta cúng nhưng mà đừng có đụng đâu là nhận đó, đụng đâu nhận đó. Mai mốt mình không có cơ hội. Khi mình làm thiệt mình đâu có tiền đâu. Mình phải giờ mình đẩy lùi là cái cơ hội mà khi cần làm. Mà nó trọng lượng của uy tín, lúc đó mình làm gì là được cái đấy. Tại sao tôi làm cái gì cũng được? Đó, lúc không cần dùng, không có la, không có nhận. Nó có người đờ đạo gì, cái góc độ phải cho sâu. Dù mình mới làm cho ông chủ, mình phải nhìn cái tầm nhìn mình là nhìn cái gì? Nhìn là nhìn cái cơ hội chứ không phải nhìn tiền. Cơ hội nó mới khôn. Ông chủ thì mình mới làm cho ông cho tiền đó. Anh, thôi được anh. Em làm chưa công cán gì đâu anh ơi. Lương này em cũng đủ sống rồi, anh cho em thêm làm gì? Thôi được rồi. Trời ơi, ông chủ này ông kết mình, nói sao? Hồi đó tao mới thấy cái thằng đi làm nào như ngày luôn cái trở. Cho tiền nó không nhãn. Thì cuối cùng ông mới giao sự nghiệp ông cho mình coi giùm. Khi mình cầm được sự nghiệp và lương mình tự nó cao lên thôi. Thấy không? Lúc đó là mình có cơ hội. Cơ hội mới lâu dài. Phải nhìn vậy đó. Đây là cái điều mà quý vị phải để ý nha. Người tu hay cư sĩ ngoài đời gì cũng vậy, phải để ý chỗ này đó. Nên thí dụ như ông thầy bên cạnh đi. Ví dụ như quen nhau, hiểu nhau thì không có sao đâu. Nhưng mà mình đến với một vị thầy nào khi cho mình này kia đó, đồ của ông thải, ông cho mình. Dạ thưa thầy, ở đây nhiều anh em cũ lắm, thầy cho anh em đi, con mớ lắm, con chưa có công cán gì đâu. Thầy cho con mà con bận đồ của thầy, mang dép của thầy, sợ con khó lắm thầy ơi. Thôi, con có dám nhận, thầy cứ cho anh em khác đi. Ông thầy này ông nói thằng này, cái tầm nhìn nó sâu sắc, cái này nó mới đặc biệt. Như năm xưa tôn giả A Nan mà làm thị giả cho Phật, có một điều mà tôn giả A Nan nêu lên với Phật là khi Phật, đồ của Phật, đồ ăn của Phật đưa ra là con có dùng để cho người khác dùng. Vì tôn giả A Nan sợ người ta dị nghị, sợ người ta nói,
Nên từ nơi đó đưa ra một cái tư tưởng gì, có nghĩa là người khôn, thấy không? Gần người trên, cẩn thận người ta nhìn ngó mình dữ lắm. Đó đó là sau này mấy anh em ví dụ như cơ hội đi, gần người trên đều khôn khéo, thấy không? Khi gần người trên thường là người ta cúng dường cho họ tiền bạc. Riêng bản thân mình gần người trên tuyệt đối không có bao giờ ai đưa tiền mà mình nhận hết trơn á. Không có ai đưa tiền cho mình mà mình nhận nghe chưa? Nhớ. Hỏi lý do sao kỳ vậy? Người trên còn nhận mình nhận đi, mình không nhận gì mình, không lẽ mình hơn người trên? Người trên nói mình, dạ bạch thầy, thầy người ta cúng dường là quan trọng là người ta cúng cho thầy, thầy có đủ bản lãnh cầm tiền không có sao. Còn con á, mà con cầm tiền nữa, con sợ con tham. Khi con tham, có được chút tiền con lại tham. Rồi lúc đó con mới nhìn tiền của thầy, lúc đó nguy hiểm dữ lắm. Con không có ý gì hết mà con thấy để thầy lo cho con là hay nhất. Nên con không có cầm tiền gì hết. Thì thầy đưa tiền cho con cầm thì toàn là cầm tiền cho thầy. Chứ ngoài ra con không có tiền gì một cách nào của con hết chứ á. Cái tiền gì con xài cũng là của thầy không à. Chứ không có tiền riêng. Vậy thì thầy trò mình không có tiền của trò của thầy, mà toàn là của thầy đưa cho con xài. Như vậy thì con thấy nó bình yên hơn. Là người ta đưa cho con đưa cho thầy. Lỡ người ta đưa cho con mà con đưa cho thầy ít hơn thì sao? Thôi mất công lắm, thà bất cứ cái gì con cũng hỏi thầy hết đi. Vậy là con thấy yên nhất. Xin thầy cho con được gì? Cực kỳ khôn luôn, quá khôn luôn. Vì cái góc độ đó thì sau này là sao? Ông thầy ông đưa nguyên cái tủ tiền cho mình coi. Tại vì mình không có tiền nên ông đưa nguyên tủ tiền cho mình coi giùm ông. Thì lúc mình cần xài cái gì thì thầy kêu nào lấy tiền xài đi mày, xài cái đó đi, thì mình cũng được xài. Nhưng mà toàn bộ là tiền của thầy, mình không có tiền của mình. Con đường này nè, như Đức đi ngày xưa còn cư sĩ, mỗi năm, năm nào cũng ta lì xì được mấy chục triệu Tết. Nhưng Đức đem mấy chục triệu để bỏ vô cái quỹ của chùa, như Đức có nói tiền nào của Nhân Đức. Nên từ nơi đó mà tất cả tiền Tam Bảo như Đức sử dụng hết trơn. Chứ Nhân Đức không có tiền của cá nhân. Là tới bây giờ luôn cũng là như vậy, tiền là Tam Bảo không à, không có cá nhân riêng của mình. Nó thì thấy không, đây là con đường Nhân Đức đã đi qua rồi, nó yên dữ lắm. Mà nó rất yên mà mình sống ở đâu người ta cũng tin tưởng mình. Không có cái riêng của mình. Đừng bao giờ có cái riêng. Mà đừng có nghĩ mình nghĩ gì nó hẹp lắm. Mình có cái riêng, mình cần cái gì mình dùng, mình khỏi hỏi thầy bậy. Mình không hỏi ông thầy cũng không thích. Mình hỏi ông không cho mà ông vẫn thích. Mình không hỏi ông là ông không thích, mà ông lại suy nghĩ như sao? Thằng này chắc chắn nó phải có tiền. Thằng này không đơn giản. Thấy chưa? Là khó khăn cho mình ơi. Thà mình hỏi ông không cho, mà khi ông cho là cho, không cho là thôi. Như vậy thì ông luôn luôn tin tưởng, ông luôn luôn thích mình. Nhưng mà khi mình nghĩ mình có tiền cần làm là mình làm, mình khỏi hỏi, khỏi làm phiền thầy. Đừng có nói làm phiền, người ta sẽ không thích mình. Thà mình làm phiền mà người ta thích. Người ta thích mình làm phiền người ta. Vì như vậy người ta yên tâm hơn là mình không hỏi. Hiểu chưa? Đó. Đây là nói giảng cho chúng là rất rất rõ ràng luôn rồi đó. Dạy chúng là rõ ràng luôn á. Để quý vị đối nhân xử thế phù hợp. Để cuộc đời quý vị tồn tại. Cuộc đời nó tồn tại dữ lắm. Những cái điều này những Đức chia sẻ cho mấy anh em đều quy về cái hạ mình không đó. Người như vậy mới hạ mình được. Tại mình không có gì thì mình hạ mình. Nó lợi thế cho mình rất lớn. Vì mình không có một cái vật chất gì nên mình cũng không dám đi đâu. Thì mình mới tu được chỗ. Còn mình có tiền riêng là mình sẽ đi. Mình có tiền, mình có điều kiện riêng là mình sẽ đi liền à. Mình giao du người này người kia. Nhớ ở trong ngôi Tam Bảo đặc biệt tồn tại nhất là đừng có giao du với người bên ngoài nhiều. Đừng có tạo mối quan hệ với nhiều người. Khi mình tạo mối quan hệ với nhiều người mình sẽ không ở được một chỗ. Vì tạo mối quan hệ của nhiều người thì có lợi chứ gì, mình phiền não là nó sẽ tìm mình. Nói trời ơi thầy, cô lo cái gì? Cô với thầy bản lãnh như vậy mà lo cái gì? Yên tâm, không ở đây qua chỗ tôi. Cô thầy giỏi lắm, đừng có lo. Đó là cơ hội mình đi đó. Còn bây giờ mình không tạo mối quan hệ với ai mà mình lại không có tiền, mình không dám đi đâu, mình không dám nghĩ cái gì luôn. Vậy thì mình sẽ an định một nơi. Vậy thì cái hạ mình là cái hạ mình xuống nó sẽ làm được. Hạ kiêu ngạo được luôn. Vì mình đâu có gì đâu mà kiêu ngạo. Thì mình ở được một nơi. Mà ở được một nơi lâu dài mình mới rèn luyện được chữ nhẫn. Và con người mình tu hành mới thành đạt. Cái điều này mấy anh em phải suy nghĩ cho kỹ. Thấy không? Thà mấy anh em không có cái gì, đó là sự hộ trì thù thắng. Nhưng mà lại có tất cả, vì cuộc sống mấy anh em không có thiếu.
Vậy thì mới gọi là thật sự người ta hộ trì. Còn người ta tạo điều kiện cho mình có điều kiện là không phải hộ trì. Vì có tiền là có mầm mống, có tiền là có suy nghĩ, phải mua cái này mua cái kia mua cái nọ, cuối cùng mình làm sai. Còn không có tiền có gì thì xin, cho thì dùng, không cho thì thôi. Đó, cả đời mà được như vậy đúng là quá bình yên. Cần mua cái gì? Thầy, con cần cái đó, con thiếu. À, vài bữa đi mua. À, dạ. Cứ vậy mà sống đi thì tức khắc nó bình yên cho mình liền. Còn nếu không, mình mà có tiền mà cần đi mua, chạy ra mua chứ. Cần làm gì làm chứ. Hỏi làm chi? Đó, cái nghĩ đó cũng khôn nhưng mà nó khôn thế gian. Còn cái sức thế gian là cái trí tuệ, nó sẽ sau này nó dựng lên cho mình bề thế lớn lắm. Người ta tin tưởng mình rồi là sự nghiệp người ta là sự nghiệp của mình. Trời, cái này mới là ghê nè. Sự nghiệp người ta là sự nghiệp của mình mới là ghê. Người ta kia cỡm lại hết, cuối cùng người ta đem hết người ta đưa cho mình luôn. Vậy tại sao mình không làm cái khởi đầu? Đây là con đường mà như Đức chỉ mấy anh em, mà mấy anh em mà làm đi, đi đến đâu mấy anh em cũng thành công 100%. Bây giờ mấy anh em mà đưa liền Đức lên núi cao cũng thành công. Nó thiệt luôn á, tự tin luôn á. Nên từ nơi đó mà mình nắm được cái tư tưởng đi rồi, mấy anh em sẽ thấy mình tự tin ghê lắm. Những điều những Đức hướng dẫn mấy anh em là nhiệt tình lắm luôn á. Nó cái hạ mình, cái hạ cái tâm kiêu ngạo xuống thì tu đúng rồi, nó không có hàng đâu, đừng có sợ, không có hàng đâu. Nó người ta thành tựu cái thế gian pháp thôi nó, mà hàng tính nó còn chui qua hán người ta mà sao này thành tướng quân sống chở vậy, giúp người đó, báo ơn người đó. Nó tại ngày xưa bắt chui qua hát mà bây giờ tôi mới làm tướng quân, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà cái chữ khiêm trong nhà Nho nó hay lắm. Khiêm tốt, khiêm hạ, người ta mới thành đạt. Giống như mình muốn nhảy qua một cái mương nào, mình phải lui lại mới nhảy qua. Chứ có ai mà đứng đó là nhảy qua đâu, đâu có thế. Nên mình phải hạ mình để lui lại. Đây là cái cũng nhắc những Đức. Thật sự những Đức cũng kiêu ngạo lắm quý vị. Nhưng mà được có cái những Đức suy nghĩ lại. Có khi những Đức cũng đụng chuyện này chuyện kia mà những Đức suy nghĩ lại. Những Đức còn cảm ơn các cụ. Vì những Đức nghĩ, những Đức nuôi thương yêu đại chúng. Mà cái gì mà đụng chạm mình mà mình không ở thì bản thân mình sẽ cả đời không an. Nên nghĩ gì các cụ mà cỡ nào cũng chịu đựng. Mới có ngày hôm nay. Chắc chắn luôn. Cỡ nào cũng chịu đựng được. Lâu ngày mình mới thấy ra rằng ô thì ra người ta giúp mình. Chứ không có ai hại mình chứ. Kẻ chăm người thọ, kẻ nói người này nói kia, đều là giúp mình hết. Để giúp cho mình hạ cái tâm kiêu ngạo. Có chuyện nhãn để thành công. Nên đại chúng trong chùa hay cư sĩ cũng vậy chứ. Muốn thành tựu đời tu này phải từ chữ nhãn. Phải hạ cái tâm kiêu ngạo xuống. Còn vô chùa cộng tu đồ hạ tâm kiêu ngạo xuống. Người ta sắp sao nghe vậy đi. Cái người ta vô ở trong chùa, người ta xuất gia trẻ khô, mình già mình lớn người ta chỉ mình. À được, nghe A Di Đà Phật. Cứ vậy đi thì tức khắc mình là người tu hành. Chứ đừng có nói bây giờ tôi lớn tuổi ở chú nè, ông xuất gia ông trẻ khô mà ông chỉ đạo tôi. Không, người ta ở trong chùa, tuy người ta nhỏ nhưng mà người ta lại bước lên cái con đường Phật Pháp. Nếu mà nói về đời mình dài, nhưng nói về đạo mình ngắn hơn người ta. Mình có tu lâu nhưng mà mình ở ngoài đời, còn ta vô chùa người ta xả hết. Ta vô chùa người ta cạo đầu người ta tu rồi. Nên mình hãy nhìn nhận vậy đó thì có người mình mới đặc biệt. Còn mình xuất gia rồi đắp y tỳ kheo sa di thì mình tự hạ mình tự mình thành công. Chứ mình đừng có nghĩ mình thầy bà, ông bà gì chứ. Thôi, mình đơn giản bình dị thôi. Còn người ta tôn trọng mình cũng được, không tôn trọng mình cũng được. Vậy thì mấy anh em thấy bình an dữ lắm. Thì tự nhiên cái đức hạnh nó hội tụ lâu, hội tụ đức hạnh rồi con người nó tồn tại. Chắc chắn luôn. Như chùa mình bây giờ gần 2.000 người, ta tin tưởng lắm mình mới tồn tại, giỡn đâu trời. Tin tưởng lắm á, mấy anh em ngày nào cũng quá trời dùng tiền luôn. Nó ba hướng mà chọt 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 tá lả âm binh. Vậy mà lúc nào cũng có tiền chi. Có bao giờ những quan xin tiền mà không có đâu. Chưa bao giờ nói con không có bao giờ. Có bao giờ mà cô dâu hỏi xin mua đồ ăn mà nó không có đâu. Có bao giờ cô Thanh nói mua nấu gì ăn không có không. Có bao giờ mà nói thiếu cái gì mà không có tiền mua không. Lúc nào cũng có chứ. Vậy là được rồi. Quá được rồi còn gì. Ngày xưa mình ở ngoài đời nhà mình có 2-3 người. Mà có khi mình hỏi mua đồ là không có, còn la mình đúng không. Bây giờ có bao giờ nó không có không. Không, những Đức cũng không thích than. Than chi? Than với cái bụng chan ban.
sinh bụng. Hiểu không? Thôi đừng có than, có không có là thôi. Chứ mình than chứ cho nó mệt. Chứ mình đừng có tiền mà mình đi than cho tiền, cứ xin tầm bậy quá. Có người mình nó có thì nó phóng khoáng một chút, phù hợp thì làm, không phù hợp thì nó không được, cái này không phù hợp. Chứ mình đi than chi, mình than cho tiền, đừng có xin chi, mệt quá. Như đứa cũng thích vậy, không có làm cái chuyện mà đi có tiền mà đi than. Than đặng trong chùa đừng có đi mua này mua kia, trời ơi phù hợp thì xài thôi, được thì mua thôi, xài lo cho con người mà. Chứ mai mốt mình chết rồi có cầm theo được đâu. Nó hồi sáng gặp cái bà kia, bà kể câu chuyện chồng của bà thì niệm Phật, chồng bà không niệm Phật. Bà kêu chồng bà niệm Phật, ông nói là 60 tuổi tôi mới niệm Phật, năm nay tôi mới 47, tôi kiếm tiền được, tôi không có niệm Phật đâu, tôi không có tu. Tới 60 tuổi tôi mới tu, bà tu tu trước đi. Mà bà khuyên ông cứ nói gì đó. Hồi sáng bà gặp Như Đức Quán nói, tờ ơi thầy, bởi vì đúng là vô thường. Mới nửa tháng trước, bằng đêm hai vợ chồng đang nằm ngủ, sáng thức dậy kêu ông quá trời luôn, ông nằm im gu, kêu ông chút coi là ông chết queo, không bệnh hoạn gì hết, khỏe re. Sao kỳ vậy thầy? Bà nghe pháp mà kỳ gì? Con người thọ mạng đến lúc nó chết chứ bà nói kỳ cái gì kỳ chàng. Bây giờ phát cùi mà thọ mạng đến thì đầu cho mà ngựa đến dặn phát đem cái hồn đi, bà chết queo chứ làm sao? Thì ổng chết chứ làm sao? Thọ mạng đến lúc chết mà. Diêm Vương đòi canh ba không lưu lại canh tư, đúng không? Nó hẹn đi. Có nhiều bà già 70 tuổi vô chùa, dạ thưa thầy, con mong ở trong chùa lắm, nhưng nhà còn nhiều việc lắm thầy ơi. Khoảng 3 năm nữa đi con vào tu nghe thầy. Nhân Đức nói thôi cố gắng 100 tuổi vô luôn. Đó. 70 tuổi mà còn hẹn. Ăn tổ nghe nói ngày giờ quý dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Mình cứ làm việc bình thường, mình cứ niệm Phật, mình cứ niệm Phật chứ dạy gì mình không niệm. Mình làm việc thì làm việc, còn mình cứ niệm Phật, mình gây dựng tâm cầu sanh cực lạc. Như cái cây nó nghiêng về tay, nó có ngã bất tử nó ngã về tay. Còn bây giờ mình đợi tới 60 tuổi chết queo rồi kìa, mình đợi tới 73 tuổi mới vô chùa chi ạ? Thì bây giờ việc nhà chưa xong cứ lo niệm Phật đi, cứ cầu sanh cực lạc đi. Nhớ cái câu nè, chỉ cần tin Phật thì Phật không bỏ mình. Ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần chân thật tin Phật niệm Phật, Phật không bỏ mình. Nhớ nghe, tin Phật niệm Phật, Phật không bỏ mình. Chứ đừng có hẹn 2-3 năm nữa niệm. Niệm đi có sao đâu. Phật sự gì cũng vậy, cứ tu cầu giải thoát đi, cứ làm Phật sự bình thường. Chứ đừng có nói ôi Phật sự nhiều quá, cố gắng 2-3 năm sau rồi nghĩ làm Phật sự rồi niệm Phật. Đừng có nói kiểu đó nghe chàng. Vì trong 2-3 năm nó chết bất tử làm sao? Làm sao? Nguy hiểm dữ lắm. Phật sự mình đang làm mình niệm Phật là niệm chứ. Phát nguyện cầu sanh cực lạc bình thường, để bất cứ cơn vô thường đến với mình lúc nào, mình đi gì với Phật lúc nay. Người thấy cái phù hợp không? Quá phù hợp luôn đây. Thấy nhiều rồi đó nghe. Thấy hẹn niệm Phật rồi thấy chết queo hết trơn rồi đó. Kỳ cục ghê, đừng có hẹn chàng ơi. Cái đứa bé 15 tuổi thì nó niệm Phật mà chuyển hóa cái nghiệp thì thấy ghê thiệt chứ. Rồi sớm gia đình nó gỡ cái hình ảnh lên, tàu ô thấy ghê. Nhỏ 15 tuổi chạy xe đạp biết làm sao, chiếc xe 15 tấn nó không biết làm sao, nó chạy nó cuốn một phát nhỏ lọt vào bánh xe, mà xe 15 tấn container vậy đó, nó quắn vô bánh xe, nhỏ lú đầu ra ai với đào Phật. Đúng là như phim từ thiên, như thấy ghê thiệt. Kinh khủng không, con nhỏ nó niệm Phật mà không biết cái nghiệp duyên gì của nó lọt vô xe container, rồi xong rồi nó cuốn vô bánh xe, nó quay quay vậy á, rồi xong xe thắt cái két lại nó lú đầu ra a di đà Phật, nó cuốn luôn nguyên một cái đùi thịt té tua hết.
giống như con heo mình lóc thịt, thịt nó rớt lộp độp lộp độp lộp độp toàn tén toàn tén. Chụp hình đưa những đứa coi, những đứa thôi sợ máu lắm, nhát lắm. Tôi có hai loại tôi sợ, một là sợ kim, hai là sợ chuột. Tôi gan lắm mà sao tôi sợ cây kim chích thuốc. Nên tính ra từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng chích thuốc lần nào. Tôi sợ nhất là chuột mới đẻ. Vì sao tôi thấy ruột gan nó nhảy tưng tưng tưng, tôi sợ giống vậy chứ. Giật ốc mình kỳ cục quá. Nên từ nơi đó mấy cô nghe vậy bắt chuột nhát tôi đi nghe. Nhát rồi bảo xỉu. Được không? Nên từ nơi đó rồi ôi thịt gì nó bày nhầy thấy ghê quá. Đưa vô bệnh viện, bác sĩ khám, bác sĩ nói kỳ tích. Kỳ tích thôi, gì kỳ tích? Thịt thà tùm lum mà xương không gãy. Trời ơi, lạ thiệt. Kinh chưa? Gỡ hình ảnh cho những đứa coi mà thấy kinh khủng lắm thôi. Đúng là nhìn say sẩm mặt mày luôn. Đùi nó quất banh chành, nguyên cái đùi nó lột xuống. Thịt nó toàn ten, nó lột nguyên cái đùi mà. Giống như thịt mình gì mà nó bám vô xương đùi mà nó ghim từ chỗ này, nó tuốt xuống, tuốt thịt xuống. Ghê không? Còn hai cái bắp chuối thì sứt thịt ra luôn. Xương thấy rõ ràng ở trong mà xương không ghẻ, thịt te tua. Xong bác sĩ phẫu thuật mổ ra hết, mổ xẻ ra, đắp qua đắp lại, móc thịt bên đây, đem qua thịt bên đây, mai lại. Bữa nay đi bình thường. Ghê chưa? Bà nó nói tàu kỳ tích quá thầy, của thầy. Bây giờ con nhỏ nó đi Phật dữ lắm luôn. Nó nói con nhờ niệm Phật, Phật cứu con. Đúng rồi, niệm Phật, Phật cứu con đó. Nhớ quý vị, niệm Phật chỉ nghiệp đó, nghiệp nặng báo nhẹ đó. Phải tin đi nghe mấy đứa nhỏ nhỏ, mấy thằng trai nè, các con niệm Phật các con, siêng năng niệm Phật các con. Nè, cố gắng niệm Phật, cố gắng ở từ đây tới Diếu Quan Âm đi. Diếu Quan Âm ở đây tu phước tu duyên, mấy thằng trai này dễ thương lắm nè, ngoan lắm. Nè, để mai tôi mua bánh. Giờ tôi biết bánh gì luôn. Để mai mua bánh xe cho ăn. Mà tội nghiệp nó, mua này kia cho nó ăn. Để mai kêu cô Châu mua gì cho ăn. Tội nghiệp. Bữa nay thì mình ngồi nghe nói chuyện cái con kết duyên với đại chúng. Xong một chút cũng có bánh đồ, có sữa đồ. Bữa nay cho người sữa chua. Nên từ nơi đó mà thôi kệ vui. Những điều những đức chia sẻ, mấy anh em xuất gia mình cư sĩ mà vô chùa tu để ý một chút. Nhớ, nhớ tu hành là gì? Hạ tâm kiêu ngạo. Nhớ nghe. Cái mấy cụ được cũng vậy nghe các cụ. Nó, mình tuy mình ở trong chùa đây, mình ở thường trụ, nhưng người ta đến cộng tu, mình là người tu trong chùa, mình nghe thầy giảng rồi, mình đừng có hung dữ với người ta nghe các cụ. Thấy không? Mình hung dữ với người ta mang tiếng mang tay chết. Thôi thôi, mình ở trong chùa nhưng mà người ta cũng cúng dường cho mình. Người ta là người chưa có tu nhiều, mình là người trong chùa, mình nghe đạo, mình có tâm giải thoát. Mà người ta vô chùa tu mình còn ăn hiếp người ta là không có được. Còn người ở ngoài đời mà vô đây ăn hiếp thì không dám đâu, sao dám. Nên từ nơi đó mình không ăn hiếp ai hết trơn. Con người đến với con người, thương nhau ăn hiếp làm gì. Người ta mới vô chùa gì người ta không hiểu, mình chỉ dẫn người ta. Mình ngồi vậy đó mà mình thấy người ta đi lơ ngơ không biết chỗ nào ngồi, mình còn đứng lên, mình dẫn, mình chỉ người ta. Cái tâm mình vậy nó có phước. Tâm nó có phước đó. Nên lay quay ở đầu tới lễ Diếu Quan Âm nè cụ ơi. Bữa nay 30 rồi, còn có 16 ngày nữa à. Nó có 16 ngày nữa, ngày 17 nghe. Phật tử nhớ, ngày 17 là bên đây nguyên một ngày, sáng sớm là có mặt. Tính sao tính đi, nó sáng sớm có mặt đang mà tu thờ. Nó có phái đoàn mà cái cô giảng tôi mới nhắn tin, giảng 1.300 người đi về.
26 chiếc xe, 26 xe 50 chỗ. 26 chiếc đó chạy vô đây đậu nguyên hàng đây luôn đi. Vô sớm đậu nguyên một hàng xe nó ngay ngắn đàng hoàng. 1.300 người dán cái tấm giấy trên chiếc xe chân thành niệm Phật vô lượng thọ là trang website của chùa mình. Ở dưới để cái chữ đoàn xe không đồng. Cô đó hình như bên nước ngoài, cô thuê xe cho người ta đi tu không cần trả một cắc, mà cổ còn mua máy niệm Phật luôn, máy nghe pháp tặng luôn. Tâm bố thí, từ tài thí pháp thí vô ý thí làm tớ luôn. Mà khi ngồi nói chuyện chung á, bà nói đúng là càng bố thí càng nhiều, kinh lắm, giàu ghê lắm, càng bố thí càng nhiều. Khi ngồi nói chuyện mà quý mến nhân đức lắm, chuyên nghe mình giảng mỗi ngày. Giờ này bà cũng đang nghe giảng nè. Rồi mỗi ngày cứ niệm Phật tu. Nên từ nơi đó mình thấy không, người ta nước ngoài đó, người ta giàu vậy mà người ta tu vậy đó. Tại vì sao? Tu nó mới có con hướng giải thoát. Cái cụ ở giờ này mà trời mưa gì nè, ở ngoài người ta, những đức nói là đi ngoài đường cái cụ. Thì bữa nào những đức cũng đi qua đây á, đi về á cụ. Trời mưa là đường nó ngập, những đức có khi nhìn thấy trời tội nghiệp lắm mấy vị á. Có những người ta bán đồ mà người ta che cái dù gì mà người ta đứng người ta bán đồ. Rồi những người mà quán xá thì chủ tớ ngồi cho hón để chờ người ta lỡ ăn. Mưa gió ai lỡ ăn, ế ẩm quá trời luôn. Còn mình trong chùa bình yên vô sự, ngồi nghe pháp ngon lành, không cần lo nghĩ gì, cơm ăn áo bận, trời ô hạnh phúc quá. Hôm qua thì Đức kể cho mấy cô nghe, thấy không? Ôi, đi ngoài đường mà trời mưa gặp cái cô đó, trẻ như cô Thanh này, ta trẻ hơn cô Thanh, Thanh ba mấy tuổi, cô đó trẻ hơn nhiều. Cái bụng trình bình, cái bầu vậy nè, cái tay này dẫn thêm đứa con, cái tay bên đây bồng thêm đứa nít, tay bồng đứa nít, tay bên kia dẫn, còn cái bụng đi. Kinh khủng vậy nè, đi làm gì không? Bao nhiêu số? Đèn đỏ ngừng lại, nhà Đức nhìn thấy ba mẹ con bơ vơ đi. Trời ơi, nhìn cái cảnh tình vậy đâu mà thê thảm. Tự nhìn bả cái nghĩ lại mấy cô mình, nói chào mấy cô mình hạnh phúc đi ghê. Nó, bởi mấy bà gắng tu đi mấy bà ô. Nên mấy nhỏ gái mà trẻ trẻ là mình vô đây mình gặp cơ hội này, mình nhập nhóm này, mình làm việc chúng sanh đi, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Trời ơi, làm bậc trưởng cũng không chịu làm đâu, đi mang cái bụng trình bình chứ nó khổ. Bây giờ mình còn trẻ, mình ngoài đời mình vừa đi có chồng cái 2, 3, 4 tháng, 5 tháng sau nó có bầu. Nó thấy cái bụng bình trình bình đi nè. Rồi 10 tháng chờ, phải chờ đẻ. Khi đẻ xong chồng nó chê nữa, chê không thích gần gũi. Lúc đó ôm con cô đơn quanh quê. Rồi bây giờ mình còn trẻ trẻ, cơ hội đi tu nè, càng ta độc thân, mở cái tâm lượng ra, nhìn một bầu trời rộng lớn. Còn lỡ người ta chui vô căn nhà nhỏ rồi thì gán chịu lo niệm Phật đi. Còn mình mà còn trẻ này nè, nam nữ còn trẻ nè, phát tâm vô chùa liền. Đừng có nghe lời mấy cái người ta không hiểu, người ta nói ôi ôi mày già già để có chồng có con xong đi, có vợ có con xong mà muốn tu gì mày tu. Bậy, có chồng rồi sao tu, dễ tu lắm hả? Đi tu mà gặp thằng chồng nó không cho đi tu nữa kìa, muốn ăn chay nó không cho kìa. Nó còn mình mà có vợ rồi mình lo gia đình mình sao tu. Nên mình bây giờ cô đơn quạnh quẻ, một mình cô độc mình mới dễ tu. Nên mấy cái cô trẻ trẻ mà nghe như vậy mà không chịu suy nghĩ, tối đêm nay về phòng gác chân lên chán mà suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ, quyết định luôn, mạnh mẽ liền.
quy chứ Phật phát nguyện liền. Con nghe thầy giảng con thấy đúng quá. Có con nhỏ kia trên thành phố, một mình nói với cha thôi. Vậy mà nó có chồng xong, chồng nó không chịu rước cha, mà cha bệnh nữa, không biết tìm đường nào. Cuối cùng điện thoại Nhân Đức, qua số điện thoại của cái chú Kiệt trong chùa, xong gặp Nhân Đức hỏi: thầy ơi, thầy giúp giùm con điều này được không thầy? Nhân Đức nói: đi cái gì? Thầy giúp đi, thầy hứa giúp đi. Con mới nói: nó tha ơi tha, bà tàu lao, làm cho tôi ngu quá. Tự nhiên hứa xong đi rồi bà mới nói. Bà nói không nói thì thôi, cúp máy bây giờ, làm cho tôi là bồ bà không bằng nghe. Hứa đi rồi mới giúp. Tự nhiên điện thoại cho người ta, hứa đi rồi mới giúp. Biết bà nói gì mà hứa. Tao lao thế ghê. Xong hết hồn. Nó dạ 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 để con nói. Ừ nói đi tôi tắt máy bây giờ. Thấy không? Nó nói: dạ thưa thầy, con sắp sửa lên xe hoa. Ừ gì? Bà lên xe hoa kệ bà đi, mà nói tôi chi? Vô duyên tự nhiên lên xe hoa nói tôi. Ở đâu xa lạ ai biết bà ở đâu rồi tự nhiên lên xe hoa nói gì ạ? Không thầy, không phải lý do đó. Mà con nói cái chuyện khác. Chuyện khác cái chuyện gì nữa? Tôi có quen biết gì đâu nói chuyện khác. Hướng dẫn niệm Phật không? Không, để con nói. À nói đi. Con lên xe hoa mà con còn cha con ở nhà già yếu lắm. Rồi sao? Con định nhờ thầy nuôi cha con giùm nó thờ. Mộ ghê. Bà sao bà khôn quá thờ khôn. Hỏi con hôm nay nhiêu tuổi? Dạ 25. Ba con nhiêu tuổi? Dạ 85. Sao mà cô không đem nhỏ 25 vô đưa cho tôi? Sao đưa tôi 85 chứ? Tôi cũng biết tính chứ, tu chứ cũng biết tính chứ. 25 vô thì còn làm việc đồ chút đỉnh được. Còn 85 đưa vô đây làm chi? Ok, mình người thế gian phải nói chuyện vậy đó. Thấy không? Nà, xong nói này nói kia, Nhà Đức nói: ồ sao cô không thử chồng cô coi? Con người sống phải có nguồn gốc chứ cô. Ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây chứ. Nó trái gì thầy thì cô là trái. Thì thằng đó muốn ăn cô thì nó nhớ kẻ trồng cây. Thì cha cô đẻ cô ra nuôi cô lớn lên là trồng cái cây này. Thằng kia nó muốn ăn trái thì bây giờ phải nhớ cái người chăm bón cái cây chứ. Hiểu chưa? Bây giờ cô thương thôi à, cô chỉ thương thôi mà cô thấy người ta vậy có đạo nghĩa không? Bây giờ anh tại sao anh cưới tôi, anh thương tôi mà tại sao cô có người cha mà già yếu gì mà anh không cưới cha tôi luôn? Sao cô không nói thẳng thắn? Con ngại, con sợ con nói lên anh nghĩ cưới con. Bà này sao mà muốn chồng dữ cái thở? Bà mà muốn chồng cứ này vài tháng nó bỏ bà đó. Gặp người không có đạo nghĩa. Suy nghĩ kỹ lại đi nghe. Nếu mà thương em thì thôi, rước ba em luôn đi em mới chịu. Nó mà thương thật lòng là nó rước liền à. Rồi hứa với anh em những điều kiện gì phải cho em chăm sóc ba đàng hoàng. Tại vì ba sanh em nuôi em khôn lớn. Chứ không phải là gì mà hắt hủi ba em đâu nghe. Hứa đi, ký vào giấy đàng hoàng để sau này có tờ cam kết. Đó là trời, tự nhiên cái lên xe hoa cái đưa ba cho tôi. Ngộ ghê đâu, trên trời dưới đất rớt xuống, lạ kỳ. Thấy ngộ quá, thế gian này sao thấy nhiều chuyện kỳ ghê. Chắc người ta nghĩ thầy chùa ngu hay sao? Thầy chùa đâu có ngu, mà tại vì nghĩ rằng cái việc thiện, việc tốt thì làm thôi chứ làm gì không hiểu. Nhưng mà mình cũng cho người ta bài học cho người ta hiểu. Hiểu không? Chỉ người ta. Nó bây giờ tôi không có nhận ba cô. Đúng ra tôi nhận người già đó, mà riêng ba tôi cô tôi không nhận đó. Tại vì sao? Cô hỏi chồng cô cho bằng được. Rồi cô dẫn chồng cô, cái thằng mà chuẩn bị cưới cô với ba cô lên đây. Tôi nhận người tôi phải ba mặt một lời chứ tôi không có nhận một người được. Hiểu chưa? Muốn gì dẫn lên đây. Cuối cùng gắng cố gắng gặp cái thằng mà định cưới nó luôn. Với bà dẫn cha lên gặp tôi. Sớt cái thằng chồng một chặng. Cuối cùng đem ba về nuôi luôn. Đánh vô tâm lý đàn ông quý vị, đánh vô tâm lý đàn ông mạnh quá. Thằng kia bắt buộc phải nuôi cha.
chứ sao, hiểu không? Thà ông già ông phát tâm đi niệm Phật thì mình nhận, còn này ông có phát tâm đi niệm Phật mà là do gì không có điểm nào hết trơn thì bắt buộc vô đây sao mình dạy đây, nên nó phiền phức mấy anh em, đúng không? Nó bây giờ tôi đánh vô tâm lý cái thằng đàn ông, cuối cùng rước cha nhà này luôn. Nó vậy thì ngày mà con rước dâu, con rước thêm ổng nữa hả? Ờ đúng rồi. Rồi sao nhận Đức nói, nhận Đức nói tôi nói cho anh biết nha, anh mà không rước ông già này cái đêm động phòng không được, tao hở. Sao kỳ cục vậy? Cảm giác đâu động phòng, cha mình không biết làm sao mà bỏ cha mình để đi kiếm trai, sao động phòng được? Tâm trạng đó là sao hạnh phúc hả? Vợ anh là sao hạnh phúc được? Anh chồng vậy không đúng đâu, anh mà rước cha về đi mới hạnh phúc. À, vậy thôi con nghe lời thầy, con rước cha luôn. Thấy chưa? Mình ông thầy mình đụng chặn nào mình vớt chặn nấy. Đừng có phải nói mình nói mà mình nói từ bi mà người ta áp đặt mình bậy. Từ bi phải có trí tuệ chứ, không áp đặt được mình đâu. Phải chẳng làm được thì làm được thì mình phải mạnh dạn mình nói tặng để giúp được người ta, giúp được chút nào đỡ chút nấy. Hiểu không? Giúp được chút nào đỡ chút nấy, giống như con bé mà nó thấy chưa, mấy cô thấy chưa? Đi vô đây tôi mà lo mến tay mến chân, niệm ấm chăn im, rảnh rỗi. Còn con nhỏ mà nó đẻ đứa con bây giờ ở bên kia bên đó, nó đâu ngoài đời, nó làm gì y tá gì ha. Cuối cùng quen thằng nào vớt cái bụng trình bình đẻ đứa con, cuối cùng chạy vô chùa. Ngộ ghê. Bữa đó lỡ gặp những đức gia thưa thầy. Hỏi gì? Ai à? Vợ con nè thầy, con là ai? Con là con nhỏ đẻ con mà bị bỏ. Ờ tiếp tôi chi. Con chuẩn bị chích thuốc ngừa. Nói gì? Thuốc ngừa gặp tôi làm gì? Thầy có tiền cho tiền chích thuốc ngừa đi thầy. Sao kỳ quá trời. Sao cái gì cũng gặp tôi thì tùm lum chuyện hết trơn. Sao ông kiếm ba nó chích thuốc ngừa nè. Ba nó tiêm thuốc xong rồi bắt tôi chích thuốc ngừa. Kỳ cục ghê. Nói vậy tự mấy câu suy nghĩ. Nó tiêm thuốc bổ mà đến mà sình bụng luôn. Rồi cuối cùng nó kêu tôi chích thuốc ngừa. Nó dạ thầy không có biết chích thuốc ngừa đâu con ơi. Họ thấy không, thấy khổ chưa mấy cô? Nên còn trẻ thôi phát tâm đi tu đi. Nó thấy còn được, bắt đầu là nó vớt. Mà xong rồi bắt đầu là nó bỏ chết mồ luôn. Khôn nghe. Nói không phải ai cũng vậy. Nhưng mình là con gái, mình phải khôn khéo một chút. Thấy không? Mình đừng có tùy tiện rồi cuối cùng mình bị bỏ rơi. Thấy không? Nên mình nói là chọn mặt gỡ tiền. Nên nó chọn mặt gỡ tiền chứ gỡ tầm bậy tầm bạ nó vớt sạch nhách nó đi luôn. Mắc cả chì lẫn chài nghe. Nói vậy thấy một cái buổi chia sẻ thôi nó có những cái vui mà nó có cái ý nghĩa bên trong. Nói rồi động viên thêm người nam trẻ nữ trẻ đi đến đây cộng tu, phát tâm cho nó mạnh. Đi vô đây tu, tôi mạnh dạn tôi đưa hai tay lên. Bây giờ cầm micro mà đưa lên thì nói không có được, nên đưa một tay thôi. Tôi nói thiệt chứ mấy người mà vô đây mấy người tu, mấy người mạnh dạn nói mạnh dạn đưa hai tay lên. Con nuôi cha mẹ, nếu cha mẹ chịu đi vào đây. Chứ ở nhà mà có vợ có chồng chưa chắc đâu, chưa chắc dám mạnh dạn đưa hai tay là nuôi cha mẹ đâu. Nó thiệt đó. Nên bây giờ mình gặp Phật Pháp là cơ hội cố gắng tu hành. Mấy thầy mấy chú gì đó, cha mẹ lúc nào già vô đây mình cũng nuôi được hết chứ. Yên tâm đi, tại họ không vô thôi. Thấy không? Nhiệt tình lo cho Tam Bảo. À, trong nhà Phật thì Đức Phật dạy chúng ta bắt đầu từ chữ nhẫn. Nên Đức Phật nói rằng là nhẫn nhỏ thì thành tụ nhỏ, mà nhẫn lớn thì thành tụ lớn. Còn nhà Nho thì người ta dùng chữ khiêm. Khiêm hạ, khiêm tốn. Đó là chỗ thành công của người ta. Nên nói tóm lại,
người tu hành của mình bắt đầu từ hạ tâm kiêu ngạo. Nếu như mình giữ cái tâm kiêu ngạo thì mình đi đâu mình sống khó lắm. Khó lắm. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa, người ta là Thái tử, người ta giỏi gì. 17 tuổi rồi thông suốt hết những cái môn học của thế gian. Nhưng mà khi đến đâu cầu học hay là tu hành là khiêm tốn. Nên sở học của Ngài giỏi dữ lắm. Chúng ta là do cái tâm kiêu ngạo nên không học được gì. Con người khi mang tâm kiêu ngạo không học thật được. Nên mỗi người mình tu học bắt đầu từ ngay cái tâm kiêu ngạo. Phải hạ tâm kiêu ngạo xuống. Nhất là nhiều người học Phật, chúng ta càng học lâu thì lại càng kiêu ngạo lớn. Đến nỗi mà cư sĩ mà quy y mà 10 năm, 10 mấy năm đều là những người ta mới quy y 1-2 năm không nói chuyện nổi với người ta. Khi nói chuyện với người ta thì người ta nói quy y được mấy năm à? Là 3 năm. Tôi 15 năm rồi đó. Mà dạy đời tôi hả? Đó là ngay chỗ nào? Tâm kiêu ngạo. Có những người tu dù mấy chục năm nhưng mà có khi người ta 2-3 năm là ta hơn mình. Ngay chỗ nào? Ta hạ được tâm kiêu ngạo. Còn mình tu mấy chục năm mà mình nuôi dưỡng cái tâm kiêu ngạo. Thường là cho mình hiểu biết nhiều, không biết hạ mình. Đi đâu cũng không hạ mình. Từ khi mà làm việc với ai thì cứ nghĩ người ta không bằng mình, nên không biết cúi đầu. Nếu như cái tâm đi đâu cũng nghinh kênh kênh với người ta không thì thôi chịu thua. Đổi chỗ suốt. Đi tu thì cũng đổi chùa. Mà đi học nghề thì cũng đổi nghề. Đi làm công thì đổi chỗ làm. Có chồng thì đổi chồng. Có vợ thì đổi vợ. Từ cái tâm kiêu ngạo đâu có nhẵn đâu. Nó đâu có khiêm tốn với ai đâu mà sống được với người ta. Nên từ nơi đó mà mình mà cái tâm kiêu ngạo lớn là đụng phiền phức dữ lắm. Nên mấy thằng trai nhỏ nhỏ ở đây các con nghe, nếu như các con học mà có học vị này kia mà tâm kiêu ngạo ngã mạn, ta đây là thua, phá cái phước sạch. Không có bao giờ mà thành công đâu, chắc chắn luôn, phá phước hết. Có thằng nhỏ này nó học giỏi nhưng mà nó dám khinh cha mẹ nó. Khinh cha mẹ nó. Học không bằng nó. Khinh, mang cái tâm khinh đó, biết không? Sau này nó lớn lên nó không thành đạt được việc gì hết. Tâm kiêu ngạo ghê lắm, không phải giỡn đâu nghe quý vị. Nên khi cái tâm kiêu ngạo mình lớn rồi, người ta nói mình không nghe. Nói mình không bao giờ mình nghe luôn. Mình giữ cái mức của mình không chịu nghe người ta. Nên không mở cái tâm ra được, nên không học tập được. Còn có những người đi vô cộng tu, ta sắp xếp cái gì cái không vừa bụng là kiêu ngạo chứ đâu. Đi vô chỗ người ta mà ta sắp xếp cho chỗ ở đâu này kia không vừa lòng, không vừa ý. Người ta sắp ở đây lỡ chỗ khác nằm. Sắp chỗ này lỡ chỗ kia. Thấy không? Nên phát xuất từ cái tâm kiêu ngạo nên không có sống được, ổn định được. Còn đi vào trong chùa tu thì thấy người ta cúng dường nhiều hơn mình cũng muốn cúng dường nhiều hơn người ta để ra vẻ mình cái mặt to. Đó là gì? Kiêu ngạo. Người ta thắp 3 cây nhang, tôi phải thắp 4 cây nhang. Tâm kiêu ngạo.
Cả đời của một người mang tâm kiêu ngạo hơn thua, dù họ có làm bao nhiêu việc thiện lớn cỡ nào đi chăng nữa, thì cảnh giới của họ vẫn là Atula, là dữ lắm à. Tâm kiêu ngạo hơn thua đấu đá, dù có tu phước thiện lớn cỡ nào cũng là cảnh giới Atula. Nên mỗi một người mình tu hành phải nhắm được mục tiêu, bắt đầu từ đâu, từ khởi đầu hay tu lâu gì cũng gì. Nếu mà tu lâu mà mình cảm thấy mình tâm kiêu ngạo quá lớn, quá nặng nề thì phải bắt đầu lại thôi. Thà bắt đầu lại nó còn có cơ hội hơn là mình cứ lầm đường lạc lối hoài vậy là thất bại. Như Hòa Thượng mới đó ngài nói một câu, bây giờ thí dụ như mình xuất gia đắp y tỳ kheo đồ này kia, có người Phật tử nào người ta đi ngang, người ta không chào mình, người ta nắm y, người ta kéo lại gịch 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 cái, khi mình quay qua là mình đã săn hẳn tức tối với người ta. Tại sao mà Phật tử mà dám như vậy? Chỉ cần nhích nhẹ, thử nhẹ cái thôi là biết con người mình tu ra cái tâm làm sao. Nên cẩn thận những cái tâm này, có khi làm nhiều việc mà phá sạch, còn đi đâu sống cũng không bình yên, không tồn tại được. Nên dù cho mình ở ngoài đời mình có giỏi cỡ nào, mình có hiểu biết nhiều cỡ nào, nhưng mà mình đi đến đâu mình nên hạ mình vẫn là hay, thì hạ mình mới tồn tại. Dù mình có giỏi gì giỏi nhưng người ta chưa biết mình giỏi mà, chưa biết mình giỏi. Mình vừa đến cái là mình muốn mình hơn người ta, mình cho rằng mình biết hơn người ta, mình không chịu thua, thì cái tâm kiêu ngạo đó hại mình. Người ta đâu cho mình cơ hội đâu, mình không được cơ hội làm sao mình thành công. Mình giỏi nhưng mà mình phải được cơ hội, rồi mình mới có cơ hội, mình mới thành công. Còn mình giỏi mà chưa đi đâu là bị người ta đào thải trước rồi, vậy mình không có cơ hội. Mà không có cơ hội thì sao thành công? Nên người ta nói thời thế tạo anh hùng, là mình có được cái thời thế là mình nhẫn á. Mình nhẫn ở trong mọi cảnh duyên là mình mới có được cơ hội. Thời thế là nó có được là từ chữ nhẫn. Còn nếu như mình không nhẫn là mình không bao giờ có cơ hội. Mình vừa đi đến đâu là mình hấp tấp, mình gấp gáp. Còn tu hành thì mình muốn mau thành Phật lắm, mình gấp gáp lắm, vội vàng. Còn niệm Phật thì mau làm sao phải nhất tâm, niệm như thế nào cho mau nhất, đâu có dễ. Cũng như trái chuối mà từ khi nhỏ tới già lên, nó chín thì nó ngọt, chứ bây giờ nó non mà vú ép nó cũng chín mà nó háp, lạc nhách, thấy không? Nên nó phải theo quy luật tự nhiên của nó. Ví dụ như một cái cây mà trồng hạt giống nhỏ thì cái cây này khi mà tới có trái lâu, nhưng mà trái nó ăn lâu tàn. Nhưng mà một cái cây mà mình chiết nhánh, mình trồng thì tức khắc nó mau tàn rụi. Nguyên lý của nó là gì thôi. Cái gì nó cũng theo cái sự tự nhiên thì nó đặc biệt. Nên con người mình nó phải từ tốn, đừng có vội vàng. Cả niệm Phật cũng vậy. Mình tu hành, mình chọn cái môn tu, một con người mà có chữ nhẫn, khiêm tốn, thì mình tu cái môn nào mình cũng kiên trì. Chữ nhẫn là kiên trì, rồi kiên trì mới thành công. Mà mình không kiên trì sao thành công được. Từ khi những đức xuống hộ pháp tới giờ là kiên nhẫn ở một nơi, nó mới có ngày hôm nay. Không đi đâu. Nó có những anh em huynh đệ sống chung 10 năm ông đi ra ngoài, đi ra ngoài có được ngôi chùa, ở ngôi chùa chỉ một mình, rồi tiếp tục thấy người ta đi chạy theo nữa, lao nữa, vẫn không nhìn ra được mình ở một nơi mới có cơ hội này. Vì thấy những đức ở một nơi mà buổi giảng nào của những đức cũng đông, quý vị coi đông không? Đây là chúng chùa đó. Rồi ngày mai là hộ pháp là chúng chùa, mà buổi giảng nào người ta cũng đông hết, đâu có đi đâu đâu. Bao nhiêu người đây mà mình rèn ta hoài luôn mà ta thành công, trời ơi nó thù thắng biết bao nhiêu mà nói. Cặn gì chạy đông chạy tây chứ cho nó nhiều. Mà mình ở nơi người ta tìm đến, mà người ta dễ tìm, tại vì người ta biết mình ở nơi nên ta tìm. Còn nay đi chỗ này, mai đi chỗ nọ. Ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, cái duyên của ngài là ngài đi, ngài nói tôi cũng muốn ở một chỗ, nhưng mà cái duyên của tôi không ở một chỗ được. Vì ở một nơi người ta hộ trì, thời gian người ta nghỉ hộ trì, đi người khác hộ trì tôi phải đi đến nơi đó. Còn mình có cơ hội, mình có chùa, mình im im mình ở nơi, mình lo cho chúng, mình nhiệt tình hết mình, ở đâu ở yên chỗ đó mà lo tu, để rèn cái chữ nhẫn, rèn cái sự kiên định của tâm, nó mới thành công được. Còn cái người mà lông bông đi đầu này đi đầu nọ, nó quen cái tật,
ở không có yên. Cái đi một thời gian cái phiền não, phiền não thôi thôi để tôi nhập thất tôi niệm Phật, cái niệm được vài bữa thôi để đi nữa. Những đức đã từng gặp có một người cứ là đi lang thang thời gian là thôi bây giờ nhập thất mới được, phải niệm Phật mới được, thôi buông xuống tất cả niệm Phật, niệm được nửa tháng từng cái tiếp tục chạy ra tiếp tục đi nữa, tại vì nó quen cái tật nó không có yên được một chỗ. Còn mình mà ở yên được một chỗ là mình hạnh phúc dữ lắm, mình không có tấm mầm móng gì đâu. Có nhiều Phật tử nói tàu ô thầy ơi thầy mà ra miền ngoài đi, Phật tử biết thầy nhiều lắm, con ngoài đó con cái duyên con lớn lắm, cái pháp hội mà có chục ngàn người độ sanh lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Những đức nói dù có một chục ngàn người đó cũng là chỗ mới, cũng không bằng một ngàn người mà người ta gầy dựng cái gốc cũ. Nó không có bị lôi kéo. Với một nữa là người ta ưa có bị cái bệnh này là khi bước ra ngoài Phật tử tán thán, ta kính lễ tán thán, lo lắng quá dữ, bước ra là tự nhiên mình thấy công nhận quá lợi ích, lao đi liền là ta dẫn mình chỗ này chỗ kia chỗ nọ, viết là lông bông nữa, lưng tưng nữa. Nên từ nơi đó mọi người thì có cái duyên, nhưng mà mình nêu đây cho chúng mình nghe, chính tôi ở một nơi nó mới có cơ hội này, ở một nơi người ta mới tin tưởng mình, thì mình rèn được một nơi, mình lo niệm Phật, mình lo tu. Phật tử ta về chùa mình cũng vậy, người ta ở nhà lo niệm Phật, khi đi đến chùa là chuyên niệm Phật lo tu chứ không có đi lông bông. Nên tất cả Phật tử mà mình hướng dẫn nữ, đa phần người ta nghe mình là người ta có bao giờ với mình mà đi đâu đâu trời, quanh năm suốt tháng 10 năm trời không đi đâu lần nào, chưa từng đi chỗ nào chung với nhau. Nên mấy bả ở nhà không nên chồng ta giết yên tâm cho người ta đi tu, chứ gặp mà mấy bả đi 3-4 ngày 5-7 ngày mà đi tàu lao bất xét, quay phim rồi lên đưa lên mạng, chồng nó thấy nó ghen nó quýnh nó mà chết. Nên từ nơi đó mà mình đâu có đi với vợ con người ta đâu, nên người ta đâu có nói gì mình được, lỡ là ngồi nghe giảng pháp không xong đi về nó. Nên mấy thầy mà đi con đường này yên dữ lắm, không có bị quýnh. Nên những đức từng nói với thầy trong chùa mình, cẩn thận điện thoại nhắn tin tầm bậy, hiểu không? Lỡ Phật tử mà nó biết số điện thoại mình mà nó nhắn tin á, những đức thì không có xài điện thoại, đâu ai biết số điện thoại đâu mà nhắn. Nhưng mà mỗi điểm chùa thì có 1-2 chiếc điện thoại trắng đen để dùng cho tam bảo, nó biết số điện thoại nó nhắn tin, nó nhắn tin cho mình đừng có trả lời, đừng có trả lời tin nhắn, mình nhắn lại A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật rồi xong. Đừng có nhắn hứng, nhắn hứng tầm bậy bạ nó dính. Ví dụ như nó nhắn cho mình thầy giờ này ngủ chưa, mình cũng hứng mình nhắn lại vậy, thầy sắp sửa ngủ rồi, Phật tử én ngủ chưa. Mình nhắn qua nhắn lỡ lúc đó tự nhiên sao nó quên phá tắt tin nhắn, nó quên xóa tin nhắn, chồng nó coi nó thấy ủa sao nhắn cho thằng nào ở chợ, nó mới điều tra cái số điện thoại, nó tìm nó quýnh mình chết mù. Không có nguy hiểm, đừng có nhắn tin tầm bậy. Này là những đức nhắc mấy anh em 100% lợi ích, chứ đừng có bao giờ mà gọi điện thoại cho phụ nữ có chồng, không có chồng có chồng đừng gọi. Mình gọi bậy bạ cái lúc người ta ngồi kế chồng người ta làm sao, hoặc chồng người ta cầm điện thoại. Chứ mình đừng bao giờ gọi điện thoại cái giờ mà người ta ngủ nghỉ, biết đâu người ta với chồng người ta đang ngủ nghỉ, mình gọi điện thoại lỡ là tàu láo, hiểu không? Những đứa gặp có những Phật tử nữ người ta lỡ người ta nói gì đó, cả người xuất gia mà gọi người ta những cái giờ ngủ nghỉ của người ta không, nhắn tin người ta xin tiền bạc, nên người ta nói mình mới biết. Nên mình mới nhắc người trong chùa mình tuyệt đối đừng có như vậy, đừng có như vậy. Ví dụ số điện thoại của mấy anh em mỗi điểm chùa khi mà lễ lọc đó, cũng cho lên đó, cho Phật tử người ta biết để người ta đi đến chùa người ta gọi, ta gọi mình nghe, tuyệt đối mình không có lý do, không có chuyện gì để gọi người ta. Người ta gọi mình nghe là công chuyện, mình không có cái gì để gọi người ta chứ. Còn chia sẻ Phật pháp thầy nói hết trơn rồi, cứ vậy mà tu vậy là nó yên. Còn nếu không nó lụm mìn nguy hiểm, nhớ không? Ôi tu với mấy cái bà sùng sồn mới đi đến chùa, bà cũng lạng lách lắm đó chợ. Nên mấy ông phải cẩn thận, nhớ không? Rảnh xả chết được, nhắn tin được, chết trên mạng rồi, có ngày nó chụp được, nó bắt nó quýt mà thấy mồ. Chồng nó cầm dao mà nó vượt, trời ơi, cư sĩ mà nó cầm dao nó vượt ông thầy. Nó kỳ dữ lắm, hiểu không? Cẩn thận nghe, nguy hiểm. Đó.
Nên những đức mà thấy Phật tử mà đi về chùa mặc đồ lam đồ, áo chàng đồ là mình biết Phật tử này biết tu. Phật tử mà đi về chùa mà mặc quần này áo nọ mà áo dây đầm riếp mà quấn khăn đồ nhìn xịn sò đồ bước xuống giày guốc cao cao đồ nha. Thôi, này là mình nghi lắm, chưa gì mấy đâu, thôi, không có chơi, không có nói chuyện gì nhiều, vô nghe pháp vô, không vô thôi. Mình biết rồi, người ta còn ăn diện quá, thế gian người ta còn nhiều, thôi mình tránh bớt đi. Còn Phật tử người ta bận đồ lam áo chàng đồ là biết Phật tử này biết tu hành, thấy không, thì gặp nhau còn chào hỏi nói mấy câu, còn nếu không thôi nghe pháp là xong, nó yên cho mình tu. Nên những đức nói cứ ở yên gì đi, coi chúng nè 700-800 người trong chùa, nó tha hồ mà lo đi, nó làm nhiều đi thôi cũng quá ngon rồi. Trời ơi, ví dụ như giờ bên Đại Tùng Lâm mấy thầy những chí những lăng đều lo bên đó, một nhiêu mấy người đó mà lo cho đàng hoàng ngon lành đi, trời ơi cuộc đời đi tu là cha người ta còn cái gì quá đặc biệt rồi, còn cái gì nữa mà đi tìm kiếm, khỏi tìm kiếm nữa. Nhiêu thôi, chỉ cần giúp cho được mà 10 người giảng sanh thôi còn hơn một đời tu rồi. Nó cứ nhiệt tình mà lo nhiêu thôi, họ tôi không có nuôi làm việc lớn gì chứ, mình cứ nói họ tôi không có làm việc lớn gì chứ, nhiêu thôi, không có suy nghĩ nhiều, nhiêu là dữ lắm. Còn bên đây những quan với mấy anh em bên đây gần 700 người trong chùa, nó cứ vậy mà lo đi, nó lo cho được cho ngon lành đi, nhiêu đó. Trời ơi, thôi đừng có đòi hỏi nó dữ lắm rồi. Hiểu không? Đó, mình cứ kiên trì ở nơi nào ở yên chỗ đó, lo cho các cụ, lo cho chúng ở đó là nó đặc biệt lắm. Nhiệt tình nghề dạy nghề, không biết tỉ mỉ coi từng chút, cái gì cũng nhìn ngó từng chút, viết thành chuyên nghiệp, cái gì cũng biết hết trơn, ngộ lắm. Mình làm việc trong ngôi Tam Bảo mà ngày nào cũng có một tuần, mình tuần hát tới hát lui mà không chuyên nghề hát nữa thôi, có một tuần hát hoài à, hát viết thì mình quen chứ làm sao đó. Ngày nào cũng có vị la rai hoài, vậy là quá đặc biệt. Còn trên là hòa thượng xây chùa, ngày thiết kế ngày xây gì ngày xây chuyện của ngài, còn kế đó thì những đức giảng pháp rồi có tiền lo cho chúng này kia là những đức làm rồi, còn mấy anh em thì lo sắp xếp con người, quan tâm thương yêu con người, thì chuyện đó giao cho các anh em. Những đức thì giảng pháp nêu lên quy trình tu hành này kia rồi là mỗi người có cái việc làm rồi. Nếu mà theo cái dòng xây tự nhiên này, nó an lạc, nó vui sao đâu. Đó, đặc biệt lắm. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư Tăng chư Ni, đại chúng, ai cũng tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. Đây về đầu Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.